mình tại có mặt tại mà vị trí là An Giang, là tại cầu Mỹ Thay. Hiện bây giờ là đang cho gạo ạ. Thì mình hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và quay video và cho mà mấy anh và mấy chị xem về mà cái mảnh đất An Giang mình có cây bắp gạo ATM là làm từ thiện. Thì các được mà vui mừng, nó quý báu thì nó rất là êm, nó rất là tốt. Thì cho bà dân ở mảnh đất mà An Giang ở đây ai cũng thì phấn khởi, ai thì cũng có nhiệt tình cho những mà bà con mà dân mà khổ nghèo thì lại lấy gạo. Thì chúc mấy anh chị mình một buổi sáng vẻ. Mấy bạn, mấy anh chị chào mấy anh và mấy chị nha. Thì hôm nay thì em đang có mặt tại vị trí là An Giang, là mảnh đất chỗ trên chỗ Châu Đốc. Bây giờ thì bà con cô bác và những mấy anh chị thì người ta thì cho gạo thì rất là nhiều. Thì có một công ty là tài trợ cho gạo phát triển ATM ạ. Thì trước mặt thì của mà mấy anh và mấy chị thì có nhà mà hảo tâm thì đang cất nhà. Ở trước mắt của mấy anh và mấy chị là những mà nhà hảo tâm, là bên chỗ Thập Đỏ, bên chỗ mà Thập Đỏ hiện giờ đã đang cắt nhà và cho tình thương ạ. Trước mặt của và mấy anh và mấy chị thì những bà con cô bác ở đây thì đang đi lại và nó đang là nó lấy gạo. Thì có những mấy anh nhân dân tự vệ người ta đang cũng giữ và an ninh và nó trật tự cho mình và cho người dân mà đi lại lấy gạo. Trước mắt thì của mấy anh và mấy chị thì những bà con cô bác thì bây giờ đang lấy gạo thì rất là nhiều. Thì mấy anh và mấy chị xem video em thì nhớ và chia sẻ dùm cho em ạ. Hôm nay thì trên An Giang, mảnh đất An Giang có máy phát gạo ATM thì nó rất là vui. Thì bà con cô bác thì cho thì ai thì cũng thích, ai thì cũng quý báu hết. Ở đây thì có những mà mấy anh dân quân tự vệ thì người ta đang bảo đảm là cho mà người dân là an ninh, là nói trật tự. Thì
những người dân vô đây thì đang phát gạo miễn phí à. Rửa tay đi, chỗ đâu có là nước rửa tay. Ở trước mặt của mấy anh và mấy chị thì máy phát gạo ATM thì nó tự động. Thì những con cô bác ở đây mình đắt chỗ An Giang thì những có mà mấy hộ dân nghèo thì những cái đồng quê đang trong mùa nó chống dịch. Thì nhà hảo tâm đã từ thiện và công ty cho gạo. Nhanh chở luôn không? Kêu đồng đồng vào ơi. Ui. Ơi Lai, Lai ơi, kêu bác đồ ba tiếp ơi. Rồi, hai bé ở đây lấy thôi. Thế là làm cái nhà này để cho bà con tới nhận gạo đến coi như tránh nắng tránh mưa. Ở đây thì hôm nay thì có những mà mấy anh dân quân tự vệ thì người ta đang giữ nó trật tự thì cho những bà con cô bác đang mà chỉ mà hướng dẫn thì nó mà nó lấy gạo ạ. Nó chế hơi cái hà tại cái hộp nó cong rồi. Nó cong rồi. Đứng ngoài cái dù nó cho mát. Rồi nhấn tròn nha chú. Xa xa đi cô ơi, xa xa ra cô ơi. Ở đây thì có mấy anh dân quân tự vệ thì đang bảo đảm an ninh trật tự thì cho những bà con đang lại lấy gạo thì một người thì phải đứng xa, cách xa thì nó 2 mét rồi thì không cho lại gần ạ.
thì để bảo đảm an ninh trật tự thì cho người dân thì mấy anh dân quân tự vệ rất là nó chu đáo, rất là tốt, thì giúp đỡ cho những bà dân, giúp đỡ cho những người dân mình hầu nghèo mình ở đây thì có cách mà nó sử dụng về mà máy phát gạo không. Bứng lên đi, bỏ rồi một cô vô con nhé. Hôm nay đông nha anh, rất là đông. Ở trước mặt của mà mấy anh và mấy chị là một anh quân dân tự vệ thì đang bảo đảm cho bà con, thì đang hướng dẫn là cho lấy gạo thì cho anh chị em ạ. Ở trước mắt của mà mấy anh và mấy chị ha, em đang quay là máy mà rửa tay tự động là nói chuyện mà phẩm hả. Máy thì này nó tự động thì mà bà con cô bác đang để tay vô thì nó tự động thì nó sẽ là nó rửa tay rồi và nó có nước mà nó đi ra nước máy rửa tay tự động mà nó chắc khuẩn nha mấy anh chị em. Đánh gọi vậy đâu đánh nữa được đâu, để máy kêu vậy. Vậy đâu được đâu anh, còn lấy dùng cho người khác ta lấy chứ dùng lấy vậy rồi mà ba chục người là lấy gần mấy gần cái trăm phần. Rồi tới luôn ngày mấy con lấy một lần cái đăng đó được không? Đây là buổi sáng với buổi chiều. Thì một ngày thì bà con cô bác và những mấy chú thì mấy cụ ở đây thì một ngày thì một người thì lấy một thằng. Thì buổi sáng thì là lấy một thằng, thì buổi chiều thì mình lấy một thằng nữa nha mấy anh và mấy chị. Cái đó đi.
Ở trước mắt của mấy anh và mấy chị thì có một cụ đang lấy gạo thì những thì máy với gạo tự động à thì tại chỗ An Giang à. Một ngày thì mình cho được bao nhiêu ký anh? Qua đây nè. Rửa tay ạ. Rồi. Bữa nãy có người lấy rồi mà đây nó lại nó lấy nữa rồi bấm nút bà vậy nó không có ra. Có hai nhỏ mà cho lên thì đó. Lấy rồi sáng rồi nữa. Qua đây anh. Rồi, cái đó. Rồi đưa tay nhớ chứ, mấy anh và mấy chị và những mấy cô mấy bác thì xem video em hoài và nhớ và thấy hay và bấm nút và nó chia sẻ cho em hoài mà video này thì cho mà nó cũng gửi thì cho bà con cô bác những mà những mảnh đất mà vùng quê vùng xa và những mà mảnh đất An Giang mình hiện bây giờ là được mà máy phát gạo tại ADM thì một mà nhà máy xe lúa thì nó thì mà tài trợ thì cho người dân ạ. Dạ. Ở trước mắt thì của mấy anh và mấy chị là máy thiết bị là nó phun nước là rửa tay là nó tự động dành cho bà những mà bà con cô bác đi lại đây á, thì người nào mà lại đây là xin gạo thì xin gạo là mình phải vào ở trong này thì mình phải rửa tay trước xong rồi mình mới lấy gạo. Rửa tay vô chạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi xong rồi. Mấy anh và mấy chị và những mà bạn bè ở Tướng thì mấy cô mấy bác thì xem video em và thấy thích và hay và chia sẻ dùm cho em và động viên và nói tinh thần cho em ạ, và chia sẻ cho những mà bà con ở vùng xa vùng quê và cũng gãy thì những các tỉnh khác thì hôm nay chỗ An Giang, ở An Giang mình có mà một cây mà phát gạo ATM thì cho bà con dân hộ nghèo ở vùng xa vùng quê trong mùa mà nói chống dịch.